nghệ là nguyên liệu thông dụng và rẻ tiền nhưng có rất nhiều tác dụng tích cực đến sức khỏe cũng như làn da của bạn. Chất curcumin trong củ nghệ có tác dụng chống oxy hóa, trị mụn, làm mờ vết thâm và làm trắng da hiệu quả. Mặt nạ từ bột nghệ hoặc nghệ tươi là lựa chọn an toàn. Bạn nên kết hợp nghệ cùng các thành phần tự nhiên khác là cách dưỡng trắng da nhanh chóng và an toàn tuyệt đối. Bạn hãy thử một số cách làm trắng da mặt từ nghệ dưới đây. Mặt nạ nghệ trộn lòng đỏ trứng gà. Bên cạnh tác dụng của nghệ, lòng đỏ trứng có các thành phần làm sạch da, chống lão hóa. Các vitamin trong lòng đỏ trứng cung cấp dưỡng chất cần thiết cho da, cung cấp độ ẩm giúp da mịn màng và trắng sáng, loại bỏ các vết sạm da, nám da và các loại vi khuẩn gây hại. Nguyên liệu: một củ nghệ tươi chả nhỏ, một lòng đỏ trứng gà, một mặt nạ vải. Cách làm: rửa sạch củ nghệ, gọt vỏ và chả nhuyễn. Lòng đỏ trứng tán đều, trộn đều nghệ với lòng đỏ trứng, đắp hỗn hợp đều lên da mặt, giữ khoảng 30 phút và sau đó rửa mặt sạch bằng nước ấm. Thường xuyên sử dụng mặt nạ này, bạn sẽ có một làn da trắng hồng, khỏe và mịn tự nhiên. Mặt nạ bột nghệ và mật ong nguyên chất. Hãy áp dụng cách làm trắng da mặt bằng bột nghệ và mật ong đơn giản mà hiệu quả theo công thức dưới đây nếu bạn muốn làm trắng và tăng tính đàn hồi cho da. Chỉ sau một tuần là bạn đã cảm thấy da mặt mình trắng mịn một cách nhanh chóng. Nguyên liệu: một thìa bột nghệ vàng nguyên chất, một thìa mật ong nguyên chất, thìa bột mì. Cách làm: rửa sạch bụi bẩn trên mặt, trộn đều nghệ, mật ong, bột mì lại với nhau cho đến khi thành hỗn hợp sánh mịn. Đắp hỗn hợp này lên da mặt và cổ khoảng 10 phút rồi rửa sạch mặt với nước ấm. Bạn có thể sử dụng mặt nạ nghệ thường xuyên hoặc 3 lần một tuần. Với cách làm trắng da mặt bằng nghệ này thì chị em nào cũng phải công nhận làn da mình đẹp hơn, trắng hơn và mịn màng hơn bao giờ hết. Mặt nạ bột nghệ với sữa chua, mật ong. Mặt nạ hỗn hợp trắng da từ bột nghệ và sữa chua được coi dược liệu quý không chỉ giúp làn da tươi trẻ và trắng sáng dần lên, mà còn giúp trị hiệu quả mụn trứng cá hay các vấn đề viêm nhiễm da. Nguyên liệu: một thìa bột nghệ vàng nguyên chất, một thìa sữa chua không đường. Cách thực hiện: cho một thìa sữa chua trộn với một thìa bột nghệ vàng, sau đó cho thêm một thìa mật ong vào và khuấy đều đến khi hỗn hợp trong sánh mịn. Rửa mặt sạch, thoa đều hỗn hợp này lên mặt trong khoảng 15 phút rồi rửa mặt sạch lại bằng nước lạnh. Lưu ý: mặt nạ bột nghệ, sữa chua sẽ khá mát lạnh và dịu nhẹ, da sẽ nhanh chóng trở nên mềm mại và giàu sức sống. Bạn có thể cảm nhận được sự khác biệt này ngay sau khi rửa mặt. Bạn nên mua nghệ trồng theo phương pháp hoàn toàn từ tự nhiên. Sản phẩm bột nghệ không pha trộn mới có tác dụng làm đẹp da. Trên đây là những cách làm đẹp từ bột nghệ mà bạn cần biết để có thể tạo cho mình một hỗn hợp bột nghệ đắp mặt làm đẹp da nhé. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về sức khỏe cộng đồng.